diễn biến bất lợi của mưa bão thời gian vừa qua đã gây ra thiệt hại không nhỏ đến lưới điện chung hạ thế, làm gián đoạn cung cấp điện tại nhiều tỉnh miền Trung. Với sự chỉ đạo kịp thời và sự nỗ lực của các đơn vị, công tác cung ứng điện đã được khôi phục trở lại, góp phần bảo đảm ổn định phục vụ sản xuất, kinh doanh cho người dân. Những tháng cuối năm 2020, miền Trung đã phải hứng chịu nhiều cơn bão, mưa lũ dồn dập và mức độ tàn phá nghiêm trọng. Nước lũ đã cuốn trôi, làm ngã, gãy nhiều cột điện trung áp, hạ áp. Tại các khu dân cư, nhiều nhánh dây bị đứt, các thiết bị trên trụ điện bị cuốn trôi. Ngoài ra, tại những nơi ngập sâu từ nửa mét đến hơn 2 mét, nguy cơ chạm, chập lưới điện là rất cao. Các địa phương bị chia cắt, việc cấp điện bị gián đoạn đã khiến cho đời sống bà con gặp nhiều khó khăn. Các lực lượng hỗ trợ địa phương và ngành điện đã nỗ lực để khắc phục sự cố, khôi phục lại lưới điện cho bà con nhân dân. Dùng bằng điện mục nước này, điện nấu ăn này mà chờ tắt điện một cái thì thôi. Còn nhà có củi, còn nhà không có củi, viên nước hắn trôi hết trôn cái ẩm ướt như thế này không thể nấu được. Có người là dìn ăn mì cua, có người là dìn cho con ít thôi ăn hai ba người đó. Có điện có bão lũ như thế này bố rất sướng rồi. Huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, gió giật mạnh và mưa lớn từ bão số 13 đã khiến hàng loạt cây cối đổ gãy, đè lên đường dây hạ thế, làm nhiều khu vực bị mất điện. Người dân sống nơi đây đã gặp không ít khó khăn trong đời sống hàng ngày và sản xuất kinh doanh. Thì thấy lực lượng tới chợ điện thì hỏi mấy người thì nói đi tầm báo 4 ngày cũng sợ. Nhưng mà chứ hỏi người trong tối nay có thì cũng rất cũng mừng. Là vì buôn bán tạp hóa nên hàng đông lần nhiều á, nên cũng rất chi là mừng tay khổ, nếu mà không thì anh phải thuê mày nội tay. Mưa lũ kéo dài, nhiều xã bị cô lập, không có điện sau khi mưa lũ đi qua. Người dân ở hai xã Hướng Việt và Hướng Lập, huyện Hướng Hóa, vốn đã bị thiệt hại nặng nề sau những đợt mưa lũ liên tiếp, lại càng khó khăn hơn khi bắt tay khắc phục hậu quả, bởi gần như mọi hoạt động đều cần đến điện. Trong thời gian mà xã Hương Việt mất điện, cán bộ xã để thông tin bên ngoài là cô lập, không hoạt động, bị tê liệt. Nhưng mà cách đây khoảng vài phút đã có điện thì cái thông tin liên lạc đã trở lại và công việc là sẽ nó thuận tiện hơn. Bão số 9 được đánh giá là cơn bão lớn nhất trong vòng 20 năm qua đổ bộ vào khu vực miền Trung. Tại vùng tâm bão là tỉnh Quảng Ngãi và Quảng Nam, EVN-CPC đã huy động 1.600 kỹ sư, cán bộ công nhân viên của Công ty Dịch vụ Điện lực Miền Trung và các công ty điện lực thành viên, đồng thời nhờ sự hỗ trợ của 3 công ty điện lực trực thuộc Tổng Công ty Điện lực Miền Nam là Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận và Công ty Truyền tải Điện 3 trực thuộc Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia để khôi phục lưới điện thiệt hại nặng nề tại các địa phương này. Hiện nay thì cơn bão số 9 đã gây ra thiệt hại trên 11 trên 13 tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Thì với tinh thần hết sức là khẩn trương, quyết liệt và sớm điện cho khách hàng trong vùng địa bàn, thì chúng tôi đã huy động lực lượng tại chỗ, lực lượng trong ngành, kể cả một số công ty lực bảo để tăng cường nhân lực cũng như một số đơn vị xây lắp. Thì hiện nay tôi đã tăng cường 12 cái công ty lực hỗ trợ cho công ty lực Quảng Nam, công ty lực Quảng Ngãi là hai cái đơn vị mà thiệt hại nhất. Ngoài ra các công ty lực Bình Định, Phú Yên, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị cũng được sự hỗ trợ của các đơn vị ngôn ngành. Áp dụng phương châm 4 tại chỗ gồm chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ, nên ngay sau bão tan, các công ty điện lực đã khẩn trương khắc phục khó khăn, khôi phục lưới điện bị hư hỏng, từng bước cung cấp điện trở lại cho khách hàng. Bão chống bão, thế nhưng với sự chung tay của toàn ngành, việc khôi phục cấp điện đã được thực hiện nhanh chóng. Công ty điện lực Lâm Đồng đã điều 36 cán bộ nhân viên gồm 2 xe cẩu, 5 xe bán tải và 1 xe 16 chỗ để triển khai cái công tác khắc phục hậu quả do bão số 9 gây ra về lưới điện cho điện lực Trà My quản lý. Chúng tôi xác định cái công việc ngày đi làm đó là đến khi xong công việc, không có kể ngày thứ bảy và chủ nhật, với một tinh thần là nỗ lực khẩn trương. Thấy vùng bão của bà con này rất là cực khổ,
Nhưng mà với tinh thần anh em thì cố gắng khắc phục sự cố để bà con có điện càng sớm càng tốt. Công ty chúng ta thì với tinh thần là khẩn trương với mức độ là cao nhất và huy động tổng nguồn lực tất cả cán bộ công nhân viên từ các khấu phòng ban cho tới đơn vị cơ sở. Mặc dù trời ảnh hưởng của cơn bão số 9, sau đó là không khí lạnh về, mưa rất lớn, nhưng mà tất cả cán bộ công nhân viên chúng ta với tinh thần là cao nhất là phục vụ nhân dân, làm thế nào để mà khắc phục trong thời gian sớm nhất. Trong đợt bão lũ vừa qua, ngành điện lực đã nỗ lực vượt qua khó khăn, chia thành nhiều đội nhóm để sớm tiếp cận những vùng bị cô lập, khẩn trương khắc phục sự cố điện cũng như hỗ trợ một phần vật tư cho người dân. Bên cạnh công tác khôi phục điện sau bão, công tác an toàn lao động, an toàn điện trong dân, đặc biệt là sau mưa bão cũng được triển khai. Thì đối với lại khu vực Quảng Nam thì phải nói là tinh thần làm việc của tất cả cán bộ công viên rất tích cực, từ lãnh đạo chỉ đạo rất quyết liệt và bám sát cái hiện trường cũng như bố trí hợp lý cái lực lượng lao động tăng cường để giúp cho khắc phục cái lưới điện. Thì mặc dù là chúng ta cũng đã về cơ bản các đại điện, nhưng những cái tồn tại trên lưới, những điểm xung yếu trên lưới đã vẫn còn. Thì đề nghị các đồng chí khẩn trương khắc phục, giả soát, kiểm tra giả soát lại, khắc phục để đảm bảo cái cung cấp điện một cách ổn định theo cái dây bình thường. Cũng đánh giá rất cao các đơn vị của tổng miền Trung. Đó là trong cái thời gian ứng phó khắc phục một cái khoảng thời gian rất là dài. Thế nhưng mà cái việc công tác an toàn là chúng ta vẫn đảm bảo an toàn. Phải nói là đánh giá cao. Cùng với nhiệm vụ về khôi phục cấp điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng yêu cầu các đơn vị cần lưu ý hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn 2015-2020, xây dựng kế hoạch, chiến lược để phát triển trong giai đoạn tiếp theo. Hướng đến kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống ngành điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng chỉ đạo các đơn vị tích cực thực hiện kế hoạch tri ân khách hàng. Song hành với việc khắc phục hậu quả do thiên tai để lại, các công tác tu bổ, sửa chữa, nhất là đối với bà con vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, hiện vẫn còn nhiều khó khăn trong khôi phục cuộc sống. Ngành điện sẽ xây dựng kế hoạch hỗ trợ chỉnh trang lại các tuyến đường dây, hệ thống điện để bảo đảm an toàn và nhu cầu của người dân. Thực hiện cái tháng tri ân khách hàng của EVN phát động, chúng tôi sẽ hỗ trợ toàn bộ phần nguyên vật liệu, dây sau công tơ, những bóng đèn, thiết bị chiếu sáng để huy động lực lượng khẩn trương lắp đặt lại toàn bộ hệ thống điện để đảm bảo cho tất cả các nhà dân có điện. Miền Trung, đa phần các tỉnh đều có mặt hướng về Biển Đông, lưng quay về dãy Trường Sơn hùng vĩ, đã luôn phải hứng chịu thiên tai dồn dập quanh năm, hạn hán chưa qua, bão lũ đã tới. Cùng sát cánh với người dân, ngành điện, nhất là điện lực miền Trung, đã luôn cố gắng để tái cấp điện một cách nhanh nhất, giúp cho người dân kịp thời khắc phục thiệt hại, khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống.